Hello, được coi nhật.com. Chào tất cả anh em đường thủ nha. Hôm nay em tiếp tục lên dây câu nhà hàng. Em bán ra là chưa bao gồm phí ship. Phí ship là 30.000 đến một đơn hàng nha, ship toàn quốc. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại em có để trên màn hình nha. Rồi đầu tiên mã số 1. Rồi đầu tiên mã số 1 nha. Mã số 1 tiếp tục là em có một dòng cước BE này. Cước BE là sao? Cước BE là sự kết hợp giữa cước BE giúp dây cực kỳ chắc khỏe, nó lại nấu lại cái chất tổng hợp. Dòng này là càng câu càng thẳng nha. Rồi 1 2 3 4, 4 cụm tặng 1 cụm giá 200k, còn nguyên lốc này là giá là 400k nha. Mã số 1, 4 cụm là 400 mấy, tặng thêm 100 mấy nữa 500 mấy chơi liền với nhau để cho anh em giá 200k. Mã số 1 nha. Tiếp tục mã số 2. Rồi. Loại đó là 0.55. 0.55 là tương đương với cước số 10 nha mọi người. 0.55 là tương đương với số 10 này. Sức tải 50 là B22 kg. Mã số 1. Tiếp tục mã số 2. Rồi. Mã số 2 tiếp tục là em có dòng mã số 2 tiếp tục là em có dòng cước này, cước neo biển này. Dòng này biển này thì dòng chuyên về cho anh em săn hàng nha. Rồi loại này là chuyên về cho anh em làm câu đế biển rồi đây. Loại này là Japan 0.50, độ dài là 200m, 200m 1 2. Rồi 5 cụm là 1000m chơi liền với nhau để cho anh em giá bao nhiêu nguyên lốc này. Để anh em giá chỉ có rồi. Rồi 1000 mấy dây để cho anh em giá chỉ có 300k. Loại này là 0.50, sức tải là 80 lb nha. Dòng lại đấy chuyên về cho anh em câu đáy biển cực kỳ chắc khỏe luôn. Mã số 2. Tiếp tục mã số 3. Rồi mã số 3 tiếp tục là em có dòng cước flow carbon nè. Một dòng cước flow carbon, dòng là Shimano 3.0 này, độ dài 50 mấy, sức tải 7.9 kg nè. Mấy dòng này là dòng cước flow carbon vừa lander nữa nha. Dòng này là dòng Spear. Đấy, tiếp tục là loại này làm trọc này, tiếp tục làm trọc vừa làm thẻo nha, flow carbon. Tiếp tục nè, một cụm của thằng thị sĩ nè, cụm này 50 mét nè, đấy anh em nè, cứ thẻo nha, 50 mét một cụm nè. 1.0 này, loại này là 0.8 nè, 3.0 nè, đấy. Tiếp tục loại này là 1.0 nè, loại này là 1.0 nha. 1.0 là tương đương với 0.16, 50 mét rồi. 1.0, 0.8, 3.0 và 1.0 nữa. Rồi combo này để cho anh em giá bao nhiêu cước nhỏ về cho anh em câu cá nhỏ đây. Rồi để cho anh em giá chỉ có 300k. Mã số 3 nha, 300k. Đấy, mấy dòng này thiếu cước trục đúng không? Thêm anh em một cuộn cước số 4 nữa nè. Thêm anh em một cuộn cước số 4 này là 0.32 dây màu trắng này. Cuộn này combo này 300k nha, tặng thêm cuộn này về làm trục nữa, dây màu trắng. Đấy, mã số 3. Tiếp tục mã số 4. Rồi, mã số 4 tiếp tục là em có hai cuộn BE này. Đây, BE này, hàng loại này là BE loại X8 nha mọi người, độ dài là 150 mấy, hàng chưa qua sử dụng luôn này. Hàng chưa qua sử dụng luôn nha, đây. Đấy, hàng chưa qua sử dụng này, BE X8, dây này thì dây cực kỳ mượt luôn. Đấy, nha, rất là mượt, hàng chưa qua sử dụng nha. Đây để em lấy ra cho coi. Nè, dây này dây cắt cực kỳ mịn luôn nha. Nè. Chút lấy nét chút. Rồi loại này là loại X8 rồi. Hai cụm này để cho anh em giá bao nhiêu? Hai cụm này để là 150m trên một cụm. Hai cụm này để cho anh em giá là 400k nha. Hai cụm này là 400k, cước là chuyên về cho anh em lưu rê dòng Power PE. Đấy, loại X8 nha. Rồi, hai cụm. Thêm anh em hai cụm này giá là 400k nha, nhưng mà thiếu cước lander. Thêm anh em một cụm cước về anh em làm lander này. Rồi, một cụm cước flow ro carbon 0.50. Đấy, dây là dây màu trắng này, hàng chưa qua sử dụng nha, để em bóc ra luôn cho mọi người dễ thấy. Về làm lander nha, làm cứ màu trắng. Rồi hai cụm này giá là 400k, tặng thêm cụm này, giá vẫn chỉ có 400k. Mã số 4 nha. PE 2.0 là tương đương 0.23, hai cụm là 300m nha. Tiếp tục mã số 5. Rồi tiếp tục mã số 5 tiếp tục là em có một dòng cước Shimano này. Dòng cước Shimano loại này là 0.50 này, dòng Batera này, loại này là Shimano 0.50 nha. Sức tải là 35 lb, dây là dây màu trắng này. Đấy, cụm này là Batera, lại tương đương với cước số 8. Rồi một cụm
Tiếp tục là một cuộn cước Daiwa này, Daiwa loại này là 0.50 này, sức tải là test là 40g gì đó, dài màu trắng này. Rồi mã số loại này là số 8, cuộn này cũng số 8, hai cuộn số 8. Tiếp tục là cuộn này là cuộn số 9 này, số 9 nhưng mà loại này là 0.55 của Banas Japan này, dài là dài màu màu đen thế này nha. Mấy dòng này là đánh cực kỳ đã nha, dòng này đánh sướng lắm. Đấy, dòng này đánh sướng cực kỳ luôn. Rồi 1 2 3 cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu. Cuộn carbon này 150 mấy nè, cuộn này là cuộn cước ni lông này, dòng này là cước cặp flow carbon 100% này, số 9 nữa nè. Rồi tổng chiều dài là 100. Thôi cho là 3 tổng chiều dài là 340 mấy giây để cho anh em giá là. Rồi combo này để cho anh em giá là 300k, mã số 5. Combo này 300k nha. Mã số 5. Tiếp tục mã số 6. Rồi, mã số 6 tiếp tục là em có dòng PE này. PE loại này là PE. Rồi, mã số 6 tiếp tục là em có cùng PE này, loại này là 150 mấy nha, số 2 sức tải là 18 kg này, dòng này là dòng PX8 nha, dòng này là dòng Xpander Span này, đây, dòng này đây. Dòng này thì đây, loại này là số 2 nha, độ dài là 150 mấy nha, hàng chưa qua sử dụng đây. Đấy, loại này là loại X8 nha mọi người, loại X8 này dài cực kỳ mịn luôn, dài cực kỳ mịn màng luôn nha. Rồi, loại này là của IGK nha, IGK của Made in Japan. Rồi, cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu, cuộn này để cho anh em giá là 650k nha. Đấy, loại này là 650k, dây PE 7 màu nha mọi người, dây PE 7 màu 650k, đấy, dài cực kỳ mịn luôn. Rồi, cuộn này là số 2, chuyên về cho anh em Lurella, rồi thêm anh em một cuộn flow carbon, dòng gì đây. Rồi, thêm anh em một cuộn flow carbon, loại này là 0.60 nè, loại này là 0.60, sức tải là 40kg này, dây là dây màu trắng nha. Đấy, dây là dây màu trắng, độ dài là 100m, rồi cuộn này 150m, cuộn này thêm 100m nữa là 250m, rồi giá bao nhiêu, giá vẫn chỉ có 650k. Cuộn này tặng thêm cuộn này nha. Mã số 6, loại này là 2.0. Tiếp tục mã số 7. Rồi tiếp tục mã số 7 nè, mã số 7 tiếp tục là em có IGK nha, dòng này là 150m, 2.5, sức tải là 22kg, dòng là Xpander này, dòng này thì đây, dòng này là dây 7 màu nha mọi người, dây 5 màu nha mọi người, dây này là dây 5 màu nha, đây anh em nhìn sợi dây nè, cái dây cực kỳ mịn luôn nè, dây 5 màu. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu, PX8 2.5, sức tải 22kg, độ dài là 150m, dây 5 màu nè, đây anh em nhìn nè. Đây, dây siêu mịn luôn nha. Rồi cuộn này đi cho anh em giá bao nhiêu, loại này sức tải 22kg 150m, dòng này thì hàng chưa qua sử dụng, đủ 150m cho mọi người luôn. Rồi cuộn này đi cho anh em giá là 650k nha, 650k, độ dài là 150m, 2.5 PE. Đấy, chuyên về cho anh em lưu rê rồi nha. Đấy, và cuộn này là không cho 2.5, vẫn tặng cho anh em thêm một cuộn flow carbon lander nha. Thêm người lander, loại này là flow carbon, về anh em làm dây lander này 0.60, sức tải là 45kg, dây là dây màu trắng, cuộn này 150m, tặng thêm cuộn này, giá vẫn chỉ có 650k. Mã số 7. Tiếp tục mã số 8. Rồi. Mã số 7. Tiếp tục mã số 8. Mã số 8 tiếp tục là em có một dòng dây PE siêu bền. Dây PE siêu bền này là thì em bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Rồi, mã số 8 là em có cùng PE siêu bền này, loại này là số 3 này là không số 3 là tương đương với 0.28, sức tải là 30 lb nha. Loại này là PE siêu bền loại 8. Siêu bền màu đồng cấu đá kháng mặn nha, chuyên về cho anh em lưu rê lóc đánh phụ lực hoặc là anh em lưu rê biển nha. Dòng này là PE chuyên biển kháng mặn. Sức tải là 30 lb, 30 lb là 15 kg nha mọi người. 30 lb là 15 kg nè. Rồi, cùng này để cho anh em 3.0, sức tải là 15kg, cuộn này để cho anh em giá chỉ có 400k, trên 500m dây PE siêu bền nha, kháng mặn. Đấy, loại 8 cực kỳ. Rồi, loại này số 3. Số 3 thì cũng thêm cho anh em cũng loại flow carbon lander nữa luôn, 0.60 nha. 0.60 thì về anh em đánh mẫu lực flow raw carbon này, dây là dây màu trắng này, loại này về làm lander nha. Cuộn này bao nhiêu? Cuộn này số 3 15kg, 500m, tặng thêm cuộn này là 600m, để cho anh em giá vẫn chỉ có 400k. Mã số 8. Tiếp tục mã số 9. Mã số 9 tiếp tục là, rồi
Mã số 9 tiếp tục là cũng là PE siêu bền, đầu đồng cấu đá chuyên đây. Loại này là PE siêu bền này, loại này là 0.50 à 0.37 là tương đương với số 5 nha, độ dài là 500m. Loại X8 này dây là dây PE siêu bền, đầu đồng cấu đá kháng mặn nha. Dòng này anh em về đánh thì dành cho anh em nào đánh bạo lực hoặc là anh em về đánh chép được, nói chung là cũng rồi. PE siêu bền kháng mặn, đầu đồng cấu đá chuyên anh em lua, chuyên cho anh em câu ngâm lăn xê bạc biển rồi. Rồi loại này là số 5, 0.37, sức tải 50 là B, 50 là B là sức tải tương đương 25 kg nha. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Mã số 9 để cho anh em giá chỉ có 400k. Mã số 9 chỉ có để cho anh em giá là 400k nha, 5.0. 5.0 sẽ tặng thêm anh em một loại thì cũng là cước, một cuộn cước flow carbon 0.35 này. Dây là dây màu trắng này, cuộn này tặng thêm cuộn này giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 400k nha. Đấy, cuộn này 500m là số 5, về là còn loại này về anh em làm thẻo, làm lander này, làm thẻo nha. Rồi, cuộn này 500m tặng thêm cuộn này là 600m, giá vẫn chỉ có 400k. Mã số 9. Tiếp tục là số 10. Rồi, mã số 10. Rồi. Mã số 10 tiếp tục là em có dòng cước này, loại này là cước là flow carbon 5.0 này, fluoro carbon dòng super này, da là da màu trắng này, loại này là 0.37, sức tải là 16 kg này, một cuộn này, cuộn này là cước. Tiếp tục là cuộn này là số 6 này, 0.40, sức tải là 17 kg này. Rồi hai cuộn này bao nhiêu? Hai cuộn này này, hai cuộn này là hai cuộn số 6, số 7. Rồi, tiếp tục là cuộn này là cuộn số 6 này, cuộn flow carbon số 6 này, loại này là 25 kg này, dây màu trắng này. Rồi combo anh em 3 cuộn cước flow carbon số 6, số 5, số 6, số 5 với 2 số 6 nha. Rồi đều độ dài là đủ 300m cho mọi người, để cho anh em giá bao nhiêu? 300k. 300k sẽ thêm cho anh em thêm một cuộn flow carbon số 7 nữa nè, số 7 là 0.45, độ dài là 100m này, sức tải là 18 kg này, dây màu trắng này. Rồi combo này để cho anh em giá vẫn chỉ có 300k. 3 cuộn flow carbon tặng thêm cuộn này và giá vẫn chỉ có 300k. Mã số 10. Tiếp tục mã số 11. Tiếp tục mã số 11. Rồi 11 tiếp tục là em có một dòng cước day qua này. Đây. Đấy, một dòng cước flow carbon day qua nha. Rồi, mã số 11 là em có dòng cước này, dòng này flow carbon này, dòng là Baviva này, dòng này là độ dài là 400m cho mọi người đi qua nha. Rồi flow carbon 100%, dây là dây màu trắng. Rồi cuộn này là để cho anh em giá bao nhiêu? Sức tải là 14 là B nha. 4 là B, loại này là 3.5 nha mọi người. 3.5 là tương đương với lại 0.31 này, tương đương với 0.31 này, độ dài là 400m. Loại này là 14 là B, 14 là B thì tải trọng khoảng 6 kg nha mọi người. 14 là B. Rồi là khoảng 14 là B là 7 kg nha. Cuộn này sức tải là 7 kg. Rồi để cho anh em giá cuộn này là bao nhiêu? Giá cuộn này là giá để cho anh em giá là 500k cuộn cước đi qua nha. Đi qua 500k 0.35. Rồi, thêm anh em một cuộn flow carbon 0.20 nha. 0.35. Rồi 0.35 thêm anh em một cuộn flow carbon 0.28 này. Dây là dây màu trắng này. Rồi cuộn này là 400m, tặng thêm 100m nữa là 500m dây, để cho anh em giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 500k. Mã số 11. Tiếp tục mã số 12. Rồi 12 cũng tiếp tục là em cũng có dòng day qua đó luôn, nhưng mà loại này là lớn hơn chút, là loại này là số 4.5 này. Dòng này cũng 3VA, loại này là 4.5 này. 4.5 là độ dài là 400m này, độ dài 400m nha, sức tải là 18 là B, 18 là B là 6 kg. 4.5, đây dây là dây màu trắng như thế này nha. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này để cho anh em giá cũng chỉ có 500k, là fluoro carbon đây qua. Đấy, monster này. Rồi, cuộn này để cho anh em giá là 500k, 500k số 4.5. 4.5 là tương đương với 0.35. 4.5 là tương đương với 0.35 nha. Rồi sẽ thêm anh em một cuộn flow carbon loại 0.mấy. Rồi, đây, cuộn cước này là 4.5 này. Đấy, loại này thì đây qua nha. Rồi, cuộn này
thêm anh em một cụm 0.25 tương đương xoay 2.5 nữa. Rồi cụm này phải lâu carbon, cụm này cũng phải lâu carbon, hai cụm là 500 m dây, để cho anh em giá bao nhiêu, mã số 12 để cho anh em giá là 500k. Tiếp tục mã số 13. Rồi 13 thì cũng em còn một cụm đi qua, loại này thì dây số 5 này, số 5 là sức tải là 20 là B là 10 kg cho một người, được dài là 400 m, tương đương với 0.7 và 7 flow carbon 100%, dây là dây màu trắng. Rồi cụm này thì cụm này dây màu trắng nha, cụm này 500 m, thêm anh em một cụm flow carbon bao nhiêu mét nữa. Rồi loại này là số 5. Rồi thêm anh em một cụm flow carbon 0.35 luôn, thêm anh em một cụm flow carbon 0.35 này, dây là dây màu trắng này, độ dài là 100 m. Rồi cụm này tặng thêm cụm này, giá bao nhiêu, giá vẫn chỉ có 500k, vẫn để cho anh em giá 500k nha. Mã số 13, số 5. Tiếp tục mã số 14. Mã 13 tiếp tục mã số 14. Rồi 14 tiếp tục là em có dòng PE nha mọi người, PE siêu bay. Loại này là loại PE siêu bay này, chuyên cho anh em lưu rê lóc, lưu rê biển luôn nè. Loại này là 1.5, sức tải 20 là B, 20 là B là tương đương với 0.20 nha, sức tải là 10 kg, là PE siêu bay, nầu đồng cấu đá kháng mặn, chuyên về cho anh em lưu rê lóc, lưu rê biển. Nói chung là dòng này thì nầu đồng cấu đá. Rồi mã số 14, 500 m để cho anh em giá bao nhiêu, 500 m để cho anh em giá là 400k. PE siêu bay, nầu đồng cấu đá. Rồi 1.5 thì sẽ thêm anh em một cụm flow rô carbon loại 0.50. Rồi, thêm anh em một cụm flow rô flow carbon này, flow carbon 0.40, dây là dây màu trắng, về anh em về là lander nha. Cụm này là 500 m, tặng thêm cụm này 100 m nữa, giá vẫn chỉ có bao nhiêu, 400k. Mã số 14. Tiếp tục mã số 15. Rồi 15 tiếp tục là em có một dòng dây PE nè. Rồi dòng 15 tiếp tục là em có dòng dây PE IGK này, loại này là 1.5, độ dài là 150 m, sức tải là 9.5 kg nha. Rồi dòng này đây, đấy dòng này là PE nè. Rồi X8 nha, dây là dây siêu mịn luôn, loại X8. Rồi cụm này để cho anh em giá bao nhiêu, cụm này để cho anh em giá chỉ có 350k. 350k này, đấy dây nó đây, dây là loại X8 nha, dây cực kỳ mịn mà. Cụm này 150 m. Rồi để cho anh em giá là 350k nha. 350k thì chưa dừng ở đó nữa, bên em sẽ tặng cho anh em thêm một cụm flow carbon về anh em là lander nha. Đó, thêm anh em một cụm flow carbon về làm lander. Rồi thêm anh em một cụm flow carbon 0.50 nữa, sức tải 40 kg nữa. Rồi cụm flow carbon 500 m, thêm anh em một cụm flow này nữa 0.50, sức tải 40 kg nữa. Rồi mã số 15 để cho anh em giá là, đây cụm này giá là 350k, 150 m, tặng thêm cụm này, giá vẫn chỉ có 350k. Mã số 15. Tiếp tục mã số 16, size là size số 1 nha. Tiếp tục mã số 16. Rồi rồi 16 tiếp tục là dòng có dòng cước chuyên về cho anh em làm lure nè, lure lock, hoặc là anh em lập đây một dòng cước flow carbon, là một dòng cước tàng hình mềm mịn và không bụi sắn nha. 4.0 là tương đương với 0.32, chuyên về cho anh em lure lock, câu làm trục, câu đánh lục đầu cần được, sức tải 12 kg, flow rô carbon 100%. Nhưng mà dòng này là dòng cước thẻo nha mọi người, anh em về làm thẻo câu, anh em có thể làm trục đồ lure lock đồ thoải mái nha. Tại vì dòng này nó cho chiều sóc cực kỳ đã luôn. Rồi cụm này 500 m để cho anh em giá bao nhiêu, 500 m để cho anh em giá chỉ có 400k. 0.32, sức tải là 12 kg, dây là dây màu trắng nha. Đấy dây này về anh em lure lock thì khoảng thoải mái luôn, nhưng mà dòng này là flow carbon tàng hình, anh em có thể về làm thẻo câu biển nha. Dòng này là flow carbon chuyên biển. Rồi số 4, 0.32 để cho anh em giá là bao nhiêu, mã số 16 để cho anh em giá chỉ có 400k. 400k thêm anh em một cụm flow carbon. Rồi anh em nào về thêm số 4 thêm anh em một cụm flow carbon 0.20 22. Mã số 16 này thêm anh em một cụm cước 0.35 nha. Cụm này là cụm neo biển này, dây là dây màu xám nha. Rồi độ dài là 100 m, cụm này là 500 m, thêm một cụm neo biển nữa, hai cụm này. Rồi để cho anh em giá vẫn chỉ có 400k. Mã số 16, một cụm là 0.32, cụm này là 0.35. Tiếp tục mã số 17. Rồi tiếp tục mã số 17 nha. 17 tiếp tục là em có một dòng cước, đây dòng cước neo biển này,
Tiếp tục 17 nè, 17 tiếp tục là em có một dòng cước nè, loại này là top cutter nha, số 4, độ dài 500m nè. Loại này cũng thích hợp về cho anh em làm trục sân hàng hoặc là anh em làm trục lưu rê lóc nha. Dây này cực kỳ chắc khỏe, hàng chưa qua sử dụng luôn nha mọi người. 500m là 0.32, độ dài là tương đương với số 4 nha. Top cutter là một trong những dòng cước tốt nhất của Nhật nha. Rồi, cuộn này để cho anh em giá mã số 17. Để cho anh em giá cuộn này là bao nhiêu? Cuộn này để cho anh em giá là 300k. Độ dài là 500m số 4 nha. Đấy, top cutter. Rồi, anh em vẫn tặng cho anh em thêm một cuộn flow carbon 0.32 nha. À, 0. Số 4 này, 0.32. Thêm anh em một cuộn flow carbon 0.22 nha. Flow carbon 0.22, độ dài là 100m, che màu trắng. Cuộn này tặng thêm cuộn này giá bao nhiêu? Giá mã số 17. Giá vẫn chỉ có 300k. Tiếp tục mã số 18. Rồi, tiếp tục mã số 18 nha. 19 đi cho khu nha. Tiếp tục mã số 19. 19 tiếp tục là em có dòng cước flow carbon nè. Loại này là 2.5 nha mọi người. Loại này là 2.5 này, độ dài là bao nhiêu? Độ dài là 500m nha. Đây. 2.5 này, độ dài 500m nè, flow carbon. Dòng này là của thằng Fishing Line. Dòng này là cước thẻo nha mọi người, chuyên về cho anh em câu cá chép, câu cá nói chung là nó chuyên chép nè, còn anh em câu biển được cũng cực kỳ dài và cực kỳ trâu bò, tại vì nó là dòng cước tàng hình mềm mịn và không bị xoắn luôn. Rồi là 2.5 là tương đương với 0.26, độ dài 500m, sức tải 9,3 cái. Cuộn này để cho anh em giá là 400k. 0.26. Rồi thêm anh em một cuộn flow carbon 0.25 nữa. 0.25 sức tải 10 kg. Rồi cuộn này là 500m, thêm anh em một cuộn này là 100m nữa. Rồi hai cuộn này để cho anh em giá vẫn chỉ có 400k. Flow carbon 0.22, dòng cước thẻo. Hai cuộn này là dòng cước thẻo nha, anh em có thể về làm trục cũng được. Mã số 19. Tiếp tục mã số 20. Đây, tiếp tục mã số 20. Đây, 20 tiếp tục là em có dòng cước này, dòng này là dòng Vadivat này, số 3 này, độ dài là 150m nha mọi người. Độ dài là 150m. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này để cho anh em giá là Vadivat số 3 là 0.28. Rồi, cuộn này 150m nè, để cho anh em giá là 200k nha. 200k thì sẽ thêm anh em loại 0.28. Rồi thêm anh em một cuộn flow carbon 0.25. Thêm anh em một cuộn 0.25 nha. Dây là dây màu trắng, cuộn này là cước này đi lông hay là gì ta? Chờ em chút nha, để em lấy điện thoại em dịch thử. Đây anh này, à nó là ni lông nha mọi người. Nó là ni lông này, đây hồi nãy quý không để ý nè. Ni lông này, đây nè. Ni lông này độ bền nè, cực cao này, có độ giãn nè, thấp nè. Có suốt đời mới nè, độ bền nè. Đấy. Dòng này là thẳng nha mọi người. Dòng Verivat này rồi, giá để cho anh em bao nhiêu? Giá để cho anh em giá chỉ có 200k. Thêm anh em một cuộn flow carbon 0.25 nữa. Đấy. Cuộn này 200k tặng thêm cuộn 0.25 nữa. Rồi. Mã số 20 nha. Tiếp tục mã số 21. Dây số 3 tặng thêm dây 0.25 là dây 2.5. Tiếp tục mã số 21. Rồi 21 tiếp tục là cuộn gì đây? Rồi, tiếp tục là em có cuộn Shimano này. Loại này là cuộn Shimano số 8. Sức tải là 19 kg, độ dài là 100m nha. Rồi cuộn này dây màu trắng nha, dây cước màu trắng nha mọi người, đây. Hàng chưa qua sử dụng này. Dây cước màu trắng nha. Đây. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? 100m để cho anh em giá chỉ có Shimano Pitbull. Rồi cuộn này để cho anh em giá là 200k nha, dây cước nha mọi người. Dây cước độ dài là 100m. Rồi số 8. Số 8 thì bên em sẽ thêm anh em một cuộn flow carbon 0.40 nha. Flow carbon 0.40 là dây số 6. Rồi cuộn này giá bao nhiêu? 200k, tặng thêm cuộn flow carbon 0.40, giá vẫn chỉ có 200k. Mã số 21. Tiếp tục mã số 22. Rồi, tiếp tục mã số 22. Rồi 22 tiếp tục là cước flow carbon là số 3 nha mọi người. Flow carbon số 3 này. Số 3 loại này là 0.28, sức tải là 9,9 kg này, là một dòng cước tàng hình mềm mịn và không bị xoắn. Anh em có thể về làm trục cũng được. Câu bè rồi ISO rồi rất là hiệu quả luôn. Đấy. Dòng này là dòng cước chuyên chép và anh em có thể câu biển rồi nha. Rồi cuộn này mã số 22. Cước flow carbon tàng hình mềm mịn và không bị xoắn. Cuộn này để cho anh em giá là 400k trên 500m chai. 0.28. 0.28 thì 500m cứ thẻ và thêm anh em một cuộn flow carbon 0.28 luôn. Dây là dây màu trắng, cuộn này thêm cuộn này. Giá vẫn chỉ có 400k, mã số 28. Tiếp tục mã số 29. À mã số 22, tiếp tục mã số 23. Rồi 23 tiếp tục là Rồi 23 tiếp tục là em có dòng cước này nè.
dòng này là dòng gì, Seagate nè, loại này là 0.6, độ dài là 60 mét nè, một cụm nè. Tiếp tục là loại Thụy Sĩ nè, loại này là 0.8 nè, 50 mét nè. Tiếp tục là loại Thụy Sĩ nè, 1.0 nè, 50 mét nè. Tiếp tục là loại loại Shimano nè, Shimano loại này là 1.0 nè, 50 mét nè. Tiếp tục là cụm cước này là 0.4 nè, độ dài là 50 mét nè, của thằng Sanyo nè, của thằng Sanyo nè. Rồi 1 2 3 4 5, 5 cụm nè, 5 cụm xem. Rồi có cụm cước nè, cụm cước flow carbon loại này là 50 mét này, dây 1.2 nè. Rồi cụm bo này 6 cụm này để cho anh em giá bao nhiêu. Rồi 6 cụm này để cho anh em giá chỉ có 400k 6 cụm nè. Đầu tiên là 0.4 nè, 1.0 nè, loại này là 1.0 này, loại là 0.8 này, 0.6 này và 0.1.2 này. Đấy. Từ 0.4 tới 1.2 là cao nhất nha mọi người. Combo này thì cho anh em giá là 400k, mã số 23. Tiếp tục mã số 24. Rồi, 24 tiếp tục là em có dòng cước này nè. Rồi loại này là 1.2 này, 50 mét nè. Rồi dùng cũng flow carbon 100% này, 50 mét nè, 1.2 nè. Rồi, tiếp tục cụm này là 0.5. Rồi, cụm này là 1.2, cụm này là 1.5 nè. Đấy, cụm này là 1.2, một cụm 1.5 nè. Độ dài là 50 mét, hai cụm này là 50 mét, 1.2, 1.5. Cụm này là 0.8 nè, cụm này là 0.8, 25 mét nè, cụm này 50 mét, cụm này là 50 mét. Rồi combo này để cho anh em giá bao nhiêu, 200k, mã số 24, 0.8, 1.5, 1.25, 200k, mã số 24. Tiếp tục mã số 25. Rồi 25, anh em nào mà chơi có loại PE này mọi người nha. PE này dành cho anh em nào về chuyên cho câu ISO nè. PE độ dài là 150 mét nè. Hàng này người ta đã sử dụng rồi nha mọi người. Đây, hàng này người ta sử dụng rồi nè. Kiểu người ta sử dụng một phần nào gấp rồi có người ta cuốn lại nó nè. Thấy chưa? Cụm này thì còn khoảng là 120 mét, 120 mét rồi. Cụm này PE dành cho anh em nào đã sử dụng nè. Anh em nào thích hàng đã sử dụng nha. Rồi cụm này để cho anh em giá là 150k, mã số 25. 150k, mã số 25. Tiếp tục mã số 26. Rồi, 26 tiếp tục là dòng cước nè, dòng cước chuyên về cho anh em săn hàng này. Loại này là số 10 nha, loại này sức tải là bao nhiêu? 80 lb nha. 80 lb là sức tải là 40 kg nha. Loại này là 1, 2, 3, 4, 5, 10 cụm nha. 10 cụm này là 500m dây liền với nhau, hàng chưa qua sử dụng. Cái này là em giáo một kêu lại thôi. Rồi loại này là số 10. Hàng Japan đầu địa Nhật Everest. Rồi nguyên lốc này để cho anh em giá là 300k. Là 500m dây liền với nhau. Tổng là 10 cụm nha. Mã số 26. Giá 300k. Tiếp tục mã số 27. Rồi. Tiếp tục mã số 27. 27 tiếp tục là em có dòng cước công nhạy nè. Loại này là cặp một dòng cước công nhạy cực kỳ tốt luôn. Loại này 0.20 là dòng cước nhỏ nha mọi người. Là cước số 2 á, độ dài là nguyên lốc này là độ dài là 1000 mét rồi, 4 cụm tặng 1 cụm giá chỉ có 200k, còn nguyên lốc này là giá là chỉ có 400k nha, mã số 27. Mã số 27 để cho anh em giá là 4 cụm tặng 1 cụm giá 200k, còn anh em mua nguyên lốc thì cứ báo em. Rồi, còn anh em mua 5 cụm thì để em cắt ra nha. 4 cụm tặng 1 cụm giá chỉ có dây liền với nhau là 500 mét giá 200k, mã số 27. Tiếp tục mã số 28. Rồi 28 tiếp tục là một dòng cước. Đây, một dòng cước tàng hình. Dòng này thì anh em đây, một dòng cước tàng hình, dây này là dây số 5 này. Dây số 5 này, loại này là 0.37 này, flow carbon battery nha, dòng này là của Mỹ nha mọi người. Dòng này còn nguyên hộp luôn. Loại này là của Mỹ nha. Đấy, Ultra flow carbon số 5 0.37, sức tải 24 kg, dây là dây flow carbon 100% nha, là dòng cước tàng hình như nước bền mịn và không bị xoắn này. Rồi cụm này mã số 28, dây màu trắng. Số 5 0.37 để cho anh em cụm này giá bao nhiêu, giá chỉ có 400k là cước flow carbon. Rồi 0.35 suy nghĩ em sẽ thêm anh em một cụm flow carbon 0.30 nha.
Flow carbon 0.30 nè. Dây là dây màu trắng, cuộn này 100m, cuộn này giá bao nhiêu? Giá là 400k, tặng thêm cuộn này 100m để giá vẫn chỉ có 400k. Mã số 1228. Tiếp tục mã số 29. Rồi 29 tiếp tục là cước flow carbon loại số 6 nha mọi người. Số 6 cũng dòng đó, cũng quân Mỹ nha, nhưng mà loại này là số 6 0.40 này, sức tải là 29 là B, là đầu dài là 500m. Đây anh em nhìn nè, là dòng cước flow carbon tàng hình mềm mịn không bụi xoắn, chuyên về cho anh em làm theo làm trục nha. Đấy, hàng Bradbury của Mỹ nha mọi người. Rồi, flow carbon mã số 29 để cho anh em giá bao nhiêu, giá chỉ có 400k. 400k là 0.40. Rồi 0.40 tiếp tục là thêm anh em một cuộn flow carbon 0.35 đi. Đấy, thêm anh em một cuộn flow carbon 0.35. Dây là dây màu trắng, cuộn này là 500m, thêm anh em cuộn này 100m nữa là 600m dây, để cho anh em giá vẫn chỉ có 400k. Mã số 29. Tiếp tục mã số 30. Rồi, tiếp tục mã số 30. 30 tiếp tục là một dòng dây đây. Rồi, 30 tiếp tục là giới thiệu cho anh em một cuộn flow carbon, loại này là số 4 này, 0.32. Loại này là chuyên về cho anh em lưu rê lóc nha mọi người. Chuyên về cho anh em lưu rê lóc, với lại làm loại này là cước flow carbon, cước thẻo, chuyên chết, chuyên biển, tàng hình mềm mịn và không bụi xoắn. Anh em có thể về lấy dây này, anh em lưu rê lóc, lưu rê biển cũng được. Dòng này chịu sốc cực kỳ tốt và cực kỳ khỏe luôn. Loại này sức tải là 12kg nha. Nếu nước ngọt đó là chuyên chép, còn câu biển thì nó tàng hình. Nói chung là nó câu được nhiều loại cá nha. Dòng này thì dây cực kỳ trâu bò luôn. Cuộn này 500m để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này 500m để cho anh em giá chỉ có 400k là 4.0 là 0.32. Đấy, độ dài là 500m nha. Là 0.32, thêm anh em một cuộn flow carbon 0.30 nữa. Đấy. Thêm anh em một cuộn flow carbon 0.30, dây là dây màu trắng, cuộn này là 500m, tặng thêm cuộn này là giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 400k. Mã số 30. Tiếp tục mã số 31. Rồi, 31 thì một dòng tiếp tục là một dòng cước chuyên biển nha mọi người. Đây, 31 tiếp tục là một dòng cước chuyên biển, lọ này là cũng là 4.0 này, là 0.32, sức tải là 12kg, là dòng cước flow carbon tàng hình mềm mịn và không bụi xoắn, chuyên về cho anh em làm trục lưu rê lóc hoặc là anh em làm thẻo. Dòng này là dòng cước thẻo chuyên biển. Đấy, là dòng cước tàng hình mềm mịn và không bụi xoắn. Mã số 32. Cuộn này 500m để cho anh em giá là chỉ có 400k. 400k là mã số 32 nha. 400k. Rồi thêm anh em một số 4. Số 4 thêm anh em một cuộn cước số 6 nè, một dòng cước số 6 nè. Loại này là 0.40 nha, sức tải 15kg, dòng này thì đánh cực kỳ đã luôn. Mã số 32. Giá vẫn chỉ có 400k. Tiếp tục là mã số 33. 33 là giới thiệu cho anh em là một dòng cước đây. 33 tiếp tục là dòng một dòng cước để cho anh em săn hàng nha. Loại này là dòng cước Fishing Line Classic 0.50, sức tải là 21kg, là dòng cước flow carbon 100%, là dòng rước tàng hình mềm mịn và không bụi xoắn nha. Độ dài là 500m này, chuyên về cho anh em đây. Loại này flow carbon 500m nha. Cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này để cho anh em giá là 400k. 8.0 là 0.50, sức tải là 21kg. Rồi, 8.0 thêm anh em một cuộn flow carbon để về cho anh em săn hàng nữa, là một cuộn flow carbon 0.60. Cuộn flow 0.60, sức tải 45kg, dây dây màu trắng, cuộn này tặng thêm cuộn này mã số 30 để cho anh em giá chỉ vẫn chỉ có 400k nha. Đấy, vẫn để cho anh em giá chỉ 400k là 600m dây. Mã số 33. Tiếp tục mã số 34. 34 tiếp tục là dòng một dòng cước về cho anh em săn hàng tiếp tục. Đấy, 34. Rồi, 34 tiếp tục là một dòng cước flow carbon chuyên biển, cũng là 8.0. Đây, đây. Dòng này là dòng cước 8.0. Rồi. Đây, mã 34 đây, cũng là dòng cước flow carbon này, 8.0 này. 8.0 là 0.50, sức tải là 21kg, là dòng cước flow carbon tàng hình mềm mịn và không bụi xoắn. Dòng này chuyên về cho anh em câu biển nha. Anh em nhìn dòng cước này, chuyên về cho anh em làm thẻo nha. Thằng thẻo là anh em săn hàng nha. Anh em nhìn sợi dây cước là anh em mê luôn. Đấy, dòng này là tàng hình mềm mịn và không bụi xoắn, cực kỳ mịn, ra cước cực kỳ đã luôn nha. Rồi, loại này các anh em có thể làm trục, nhưng mà dòng này là dòng cước chuyên thẻo cho anh em săn hàng. Rồi, loại này là 8.0 là 0.50, sức tải 21kg. Rồi, thêm anh em một cuộn flow carbon cực kỳ khỏe, nhưng mà anh em nhìn cái sợi dây này, dây nó màu đen nhưng mà dây này cực kỳ chắc khỏe luôn nha. Rồi, loại này là nó có bị dính bụi bẩn nè. Chín số 9 nè, là 90m 0.55, sức tải 20kg, cuộn này tặng thêm cuộn này giá bao nhiêu? Mã số 34, giá vẫn chỉ có 400k. Đấy, hai cuộn phần cước flow carbon, cái này là cước tên là flow carbon tiếng Nhật này, còn này flow carbon tiếng Anh nha.
mã số 34, giá bằng chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 35. Rồi, tiếp tục mã số 35, 35 tiếp tục là dòng đấy. Tiếp tục 35, 35 tiếp tục cũng dòng 100 cước nhỏ. Đây, 35 tiếp tục là em có dòng một dòng PE này, dòng PE siêu bền nha. Dòng PE siêu bền đầu đồng cổ đá chuyên biển kháng mặn nha, loại này là dây số 10. Dây số 10 là tự dài là 100 lb là 0.55 nè, anh em nhìn sợi dây này. Đấy, dây PE siêu bền kháng mặn chuyên về cho anh em câu biển nha mọi người. Đấy, cùng này 500 m để cho anh em giá bao nhiêu, giá chỉ có 400k, dây số 10 nè, 0.55. Rồi, thêm anh em một cục flow carbon 0.60 nè. Flow carbon 0.60 nha. Đấy. Rồi cùng này giá là 400k, thêm anh em một cục flow carbon 0.60 nữa, sức tải là 45 kg da màu trắng, hai cục này để cho anh em giá vẫn chỉ có 400k. Mã số 35. Tiếp tục mã số 36. Rồi. Tiếp tục mã số 36 nha. Rồi 36 tiếp tục là em có dòng cước PE, loại này là cước PE, loại này là 0.45 này. Cước PE 0.45 độ dài là 100 m trên một cụ, 1 2 3 4 3 cụ. Rồi 100 m trên một cụ nha. Cước PE 5 màu này, cước PE 5 màu nha, 1 2 3 4, 4 cụ tặng một cụ, giá chỉ có 200k, là 4 cụ là 400 m, thêm 100 m nữa 500 m, giá chỉ có 200k, chứ còn nguyên lốc này là 10 cụ để cho anh em giá là 400k. Mã số 36. Sức tải là 40 lb là 18 kg, dây số 7 là 0.45. Tiếp tục mã số 37. 37 tiếp tục là cước flow carbon, cước PE. Số 7 tiếp tục là dòng cước PE nha. PE loại này là 0.40 nè, là số 6 là độ dài là 150 m nè, là 0.40 nè, 1 2 3 4. 3 4 cụm là 400 m, thêm 100 m nữa 500 m dây liền với nhau để cho anh em giá chỉ có 200k. Còn nguyên lốc này là để cho anh em giá là chỉ có 400k nha, mã số 37. Tiếp tục mã số 38 nha. Rồi. 37 nha. Rồi. Tiếp tục mã số 38. Rồi 38 tiếp tục là em có một dòng PE. Rồi PE đây. PE loại này là rồi, một dòng PE này, dòng là dòng IGK nha mọi người. Umisum này, độ dài là 150 m, 1.5 này, hàng này chưa qua sử dụng luôn, 150 m, em về em để nó bị cái hộp nó bị dẹp xuống thôi, còn hàng chưa qua sử dụng nha. 1.5 sức tải là 10 kg, độ dài là 150 m, để cho anh em giá bao nhiêu cuộn này, để cho anh em giá chỉ có 350k. 1.5 dây là dây màu màu xanh xanh trắng trắng thế này đây. Rồi cuộn này để cho anh em giá là bao nhiêu, 350, thêm anh em một cục flow carbon 0.40 về anh em làm render nữa nha. Đấy là rồi dây màu trắng, cuộn này tặng thêm cuộn này, giá vẫn chỉ có 350k. Mã số 38 cũng là rất là nhiều nhưng mà không có thời gian qua nha mọi người, nhiều quá nên quay ít ít ngày ít nha.